Hôm nay mình sẽ xuống săn lại con sầy hôm qua này. Đang xuống lồng. Mong sao hôm nay sẽ không trượt. Xuống rồi đấy. Vẫn cảnh thế hôm qua đó. Chết nhá. Nhanh quá. Các người đã xem clip của Khánh Đinh. Anh em xòe rồi đây. Đúng cảnh thế hôm qua đây anh em nhìn nhá.